Chào mừng các bạn đến với chương trình tự ôn thi thuế của tự ôn thi.com, nơi giúp các bạn học đơn giản và thi hiệu quả. Trong video ngày hôm nay thì hãy đi tìm hiểu cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua hai tình huống bài tập liên quan trong đề thi CPA môn thuế năm 2022 nha. Trước khi đi vào bài tập chi tiết thì chúng ta hãy cùng ôn lại một chút về cách tiếp cận các cái tình huống tính thuế thu nhập doanh nghiệp đã nhé. Chúng ta biết rằng là cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ được xác định bằng thu nhập tính thuế trừ đi cái khoản trích lập quỹ khoa học công nghệ, sau đó nhân với cả phần trăm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng. Trong đó thì cái thu nhập tính thuế sẽ được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản được miễn giảm thuế và các khoản lỗ được kết chuyển. Và thu nhập chịu thuế sẽ được xác định bằng thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính cộng với các cái khoản thu nhập khác. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính chúng ta hiểu đơn giản là hoạt động mà công ty thực hiện đăng ký trên giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh nhé. Và cái thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính sẽ được xác định bằng doanh thu thuế trừ đi chi phí được trừ. Như vậy, để xác định được cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta sẽ phải đi xác định lần lượt tất cả các cái nhân tố liên quan. Và đầu tiên chính là doanh thu thuế và chi phí được trừ. Doanh thu và chi phí được trừ đây sẽ cần phải xác định theo các cái quy định của thuế. Thường thì nó sẽ khác với cái giá trị khi mà xác định theo kế toán, bởi vì nó có sự khác biệt về quy định ghi nhận một số khoản mục giữa kế toán và thuế mà. Nói một cách đơn giản thì doanh thu thuế sẽ được xác định bằng doanh thu kế toán và cộng trừ cho các cái khoản điều chỉnh. Chi phí được trừ sẽ được xác định bằng chi phí kế toán cộng trừ các cái khoản điều chỉnh. Cũng chính vì vậy nên là để mà xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, trong thực tế khi mà chúng ta tính thuế, chúng ta sẽ không đi xét từng cái khoản doanh thu chi phí xem là cần ghi nhận theo thuế như thế nào. Thay vào đó thì chúng ta sẽ bắt đầu với lợi nhuận kế toán trước thuế, sau đó thì thực hiện các cái khoản điều chỉnh cho cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế, từ đó tính ra được cái lợi nhuận cho mục đích thuế. Thì đó chính là cái phương pháp chúng ta gọi là gián tiếp. Còn đấy là trong thực tế thôi, còn trong đề thi thì sẽ có trường hợp đề bài yêu cầu chúng ta phải tiếp cận tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo cái phương pháp trực tiếp, tức là đi xác định doanh thu thuế và chi phí thuế để mà tính ra thu nhập chịu thuế. Thật ra thì hai cái phương pháp này về bản chất nó không có gì khác nhau cả, bởi vì tóm lại là chúng ta đều phải nắm được cái quy định về thuế liên quan đến việc xác định doanh thu chi phí, đúng không ạ? Chẳng qua là một cái là theo chiều xuôi, một cái là theo chiều ngược mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem cái tình huống đầu tiên. Đó là câu 4 đề chẵn đề thi CPA môn thuế năm 2022. Tình huống đưa ra như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và phân phối thức ăn gia súc An Phát thì thành lập và hoạt động tại khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội từ mùng 1 tháng 1 năm 21. Trong năm tài chính 2022 thì công ty đã hoạt động và ghi nhận các số liệu như sau. Thứ nhất là ta có doanh thu bán hàng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong năm đạt 15 tỷ này. Chi phí thì bao gồm giá vốn hàng bán trong năm là 10 tỷ. Ngày 1 tháng 1 năm 22 thì công ty đã thực hiện xây dựng một bếp và nhà ăn dành cho nhân viên, trị giá tài sản xây dựng là 5 tỷ và thời gian khấu hao là 5 năm. Ngoài ra ngày 1 tháng 7 năm 22 thì công ty cũng tiến hành mua một ô tô 4 chỗ trị giá 2 tỷ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng với thời hạn sử dụng ước tính là 8 năm. Chi tiền lương cho người lao động 1 tỷ theo quy định. Hưởng ứng phong trào thúc đẩy giáo dục của doanh nghiệp Thu Hương trên địa bàn thành phố Hà Nội kêu gọi thì công ty đã chi 100 triệu hỗ trợ quỹ giáo dục tư nhân của doanh nghiệp Thu Hương. Chi tiền phạt hợp đồng kinh tế 50 triệu. Và trong năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên là một số công nhân phải chuyển chỗ ở nên công ty đã tiến hành hỗ trợ khó khăn cho người lao động là 80 triệu. Yêu cầu ở đây là anh chị hãy tính cái số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 22 của công ty. Biết rằng là thuế suất áp dụng trong năm là 20%. Và trong tháng 10 năm 2022 thì công ty có thu nhập sau thuế ở nước ngoài là 400 triệu. Khoản thu nhập này đã nộp thuế ở nước ngoài với thuế suất 15%. Thì trước khi đi tính toán, cái việc đầu tiên chúng ta cần làm bao giờ cũng là phân tích tình huống nha. Sau khi mình đọc qua thông tin thì có một số điểm ta nên chú ý về tình huống này. Trước tiên thì đây là cái tình huống tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp, với cái thông tin về doanh thu rất là đơn giản, cũng không có cái thông tin về cái sự khác biệt giữa kế toán và thuế. Như vậy thì cái vấn đề chủ yếu còn lại là liên quan đến việc xác định chi phí được trừ hay không thôi. Ngoài ra thì công ty không chỉ có thu nhập ở Việt Nam mà còn có thu nhập từ đầu tư nước ngoài và đã nộp thuế cho phần thu nhập này ở nước ngoài. Như vậy thì khi mà tính toán cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp cuối cùng ấy, ta sẽ cần lưu ý để mà trừ đi cái thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài theo quy định. Chi tiết về các cái khoản chi phí như sau. Đầu tiên là giá vốn phát sinh 10 tỷ thì ta không có cái thông tin gì khác nên là ta được hiểu là
ghi nhận về kế toán và thuế sẽ như nhau, tức là chi phí này sẽ được trừ toàn bộ khi tính thuế. Tiếp theo là bếp và nhà ăn dành cho nhân viên với giá tài sản là 5 tỷ khấu hao trong 5 năm. Theo quy định tại văn bản về thuế nhập doanh nghiệp thì với các tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như là nhà nghỉ dưỡng ca, nhà ăn dưỡng ca, rồi là các thiết bị nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên thì sẽ được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Do vậy, tuy bếp và nhà ăn thì không sử dụng cho hoạt động kinh doanh nhưng cái chi phí khấu hao của tài sản này thì sẽ vẫn được trừ khi tính thuế nhập doanh nghiệp. Còn tính bao nhiêu thì sẽ phải kiểm tra cái khung khấu hao theo thuế của loại tài sản này. Cái chi phí được trừ tính vào năm 2022 sẽ là 5 tỷ chia cho 5 năm bằng 1 tỷ. Với ô tô 4 chỗ trị giá 2 tỷ chưa có thuế giá trị gia tăng thì theo quy định với loại hình doanh nghiệp kiểu như công ty An Phát thì cái phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng trên một xe. Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì sẽ không được trừ khi tính thuế nhập doanh nghiệp. Ô tô ở đây là 4 chỗ và trị giá 2 tỷ, do vậy cái phần khấu hao tương ứng với 400 triệu vượt mức sẽ không được khấu trừ. Ta tính ra được khấu hao năm 2022, được khấu trừ tương ứng ở đây sẽ là 1,6 tỷ chia cho 8 và chia cho 2 bằng là 100 triệu. Tiếp theo, cái chi tiền lương 1 tỷ cho người lao động. Thì ở đây đã nói rõ là theo quy định nên sẽ được khấu trừ toàn bộ, không có gì để nói. Với khoản chi 100 triệu hỗ trợ cho quỹ giáo dục tư nhân, theo quy định thì chi tài trợ cho giáo dục chỉ được trừ khi thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là tài trợ đúng đối tượng quy định và có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định. Cụ thể, tài trợ cho giáo dục thì sẽ bao gồm tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định. Mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn mua cổ phần cho các trường học. Rồi là các khoản tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định. Rồi là tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy tại trong trường học mà đối tượng tham dự thi là người học. Rồi là tài trợ để thành lập các quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo. Với cái tình huống của chúng ta thì cái đối tượng nhận tài trợ ở đây là quỹ giáo dục tư nhân của doanh nghiệp, chứ không phải là cơ sở giáo dục hay là quỹ khuyến học giáo dục theo quy định. Do vậy thì cái khoản chi này dù có hồ sơ hợp lệ hay không thì cũng không được khấu trừ. Tiếp theo là với khoản chi phạt hoặc hợp đồng kinh tế thì theo quy định các khoản chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế sẽ được bù trừ với khoản thu tương ứng và tính vào thu nhập khác của doanh nghiệp. Trường hợp mà trong năm không phát sinh thu nhập khác thì sẽ được giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp này thì doanh nghiệp không có thu tiền phạt, chỉ có khoản chi phạt hợp đồng, cũng không có khoản thu nhập khác, do vậy khoản này sẽ được trừ vào cái thu nhập từ hoạt động kinh doanh chịu thuế của doanh nghiệp. Cuối cùng là cái khoản hỗ trợ khó khăn cho người lao động do Covid 80 triệu thì đây là khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên thì không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Cái việc có xác định một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp thì được xác định bằng cái quỹ tiền lương thực hiện trong năm và chia cho 12 tháng. Quỹ tiền lương thực hiện sẽ là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đến thời hạn cuối cùng của hồ sơ quyết toán theo quy định. Và trong tình huống này thì tiền lương của chúng ta là 1 tỷ chia cho 12 tháng. Như vậy cái giới hạn 1 tháng lương bình quân ở đây sẽ là 83 triệu. Thì như vậy cái mức có 80 triệu chi phúc lợi này sẽ được khấu trừ toàn bộ. Tổng hợp tất cả những kết quả phân tích này thì ta có thể lập ra cái bảng tính thu nhập chịu thuế năm 2022 của công ty như trên màn hình. Với doanh thu tính thuế là 15 tỷ, tổng chi phí được trừ sẽ là 12 tỷ 230 triệu. Như vậy tính ra cái thu nhập chịu thuế sẽ là 2 tỷ 770 triệu. Và ta tính ra được cái thuế nhập doanh nghiệp cho hoạt động ở Việt Nam sẽ là 2 tỷ 770 triệu mà nhân với cả 20% bằng là 554 triệu. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta còn có cái khoản thu nhập từ đầu tư nước ngoài nữa. Theo quy định thì cái trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài mà đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài thì khi tính ra cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài, nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập theo quy định tính của luật Việt Nam. Và trong cái tình huống của chúng ta thì thu nhập sau thuế đã nộp ở nước ngoài là 400 triệu, thuế suất 15%. Thì như vậy cái thu nhập trước thuế sẽ là 400 triệu mà chia cho 1 trừ 15% bằng là 471 triệu. Và ta tính ra được cái thuế nhập doanh nghiệp mà đã nộp theo luật ở nước ngoài sẽ là 471 triệu mà nhân với cả 15%.
bằng là 71 triệu. Nếu như mà tính theo luật Việt Nam thì cái nghĩa vụ thuế nhập doanh nghiệp phải nộp đối với phần thu nhập này sẽ là 471 triệu nhân 20% bằng 94 triệu cơ. Như vậy thì cái số thuế thu nhập doanh nghiệp được khấu trừ vào nghĩa vụ thuế ở Việt Nam sẽ là 71 triệu. Hay nói cách khác là số thuế cho phần thu nhập ở nước ngoài phải nộp thêm ở đây sẽ là 94 triệu trừ đi 71 triệu bằng 23 triệu. Cuối cùng thì ta sẽ tính ra được cái nghĩa vụ thuế nhập doanh nghiệp năm 2022 tại Việt Nam của công ty sẽ là 554 triệu cộng với 23 triệu bằng 577 triệu. Tiếp theo chúng ta hãy sang cái đề lẻ câu 4. Tình huống đưa ra về công ty An Thành, tương tự như đề chẵn vừa rồi thì bài này cũng là một bài tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp với cái thông tin về doanh thu rất đơn giản. Cũng không có thông tin về sự khác biệt giữa kế toán và thuế, như vậy thì vấn đề chủ yếu còn lại sẽ là liên quan đến việc xác định chi phí được trừ hay là không thôi. Thì chúng ta hãy cùng đi phân tích tình huống trước nhé. Đầu tiên là 2,2 tỷ chi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó thì 500 triệu là khoản chi phúc lợi trực tiếp cho nhân viên bằng tiền. Đây là khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tất nhiên không được khấu trừ, ngoại trừ các cái trường hợp đặc biệt theo quy định. Và đây chính là cái 500 triệu là khoản chi phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động. Thì như ở tình huống trước ta đã nói rồi, các khoản chi phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động vẫn sẽ được khấu trừ khi tính thuế, tuy nhiên phải đáp ứng các quy định về hồ sơ chứng từ theo quy định. Và cái giá trị được trừ sẽ bị giới hạn không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Với tình huống của chúng ta thì không có thông tin về quỹ lương để mà tính cái giới hạn một tháng lương được trừ. Thì giả sử ở đây là nó không vượt giới hạn đi, thì như vậy ta sẽ chỉ xem xét ở cái phần hồ sơ chứng từ thôi. 20% tức là 100 triệu sẽ không có chứng từ hỗ trợ nên là không được trừ. Còn 10% các khoản chi khác thanh toán bằng tiền mặt thì từng khoản thanh toán riêng lẻ không vượt quá 10 triệu thì sẽ không ảnh hưởng gì. Như vậy thì cái chi phí được trừ ở đây sẽ là 400 triệu. Tiếp theo là chi 400 triệu cho cổ đông sáng lập có tham gia điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và 150 triệu cho nhà đầu tư không tham gia quản lý điều hành. Theo quy định thì cái thù lao trả cho các cái sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên rồi là hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì sẽ không được trừ khi tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy 150 triệu chi cho nhà đầu tư sẽ không được tính vào cái chi phí được trừ. Tức là cái khoản chi phí được trừ ở đây sẽ chỉ là 400 triệu thôi. Tiếp theo là khoản chi các khóa đào tạo cho nhân viên công ty với tổng giá trị 280 triệu. Theo quy định thì khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động dù không tương ứng với doanh thu nhưng vẫn sẽ được trừ khi tính thuế. Như vậy thì 25% chi phí đào tạo không liên quan đến công việc sẽ không được trừ. 75% còn lại tương ứng với 210 triệu thì sẽ được trừ. Tiếp theo là khoản chi khám sức khỏe trị giá 1,5 tỷ cho nhân viên công ty. Tuy nhiên thì 1,5 tỷ này chỉ có 750 triệu do công ty chịu và được ghi nhận vào chi phí kế toán của công ty. Nhưng vấn đề là theo thỏa thuận của công ty với người lao động thì công ty chỉ chịu 500 triệu trong giá trị không được bồi thường mà thôi. Như vậy ở đây cái phần 250 triệu công ty tự ý chi trả, không đòi nhân viên hoàn lại thì sẽ không hợp lệ, không được khấu trừ. Tức là cái khoản được khấu trừ ở đây sẽ là 500 triệu đúng không ạ? Tiếp theo là thông tin về khoản vay để tài trợ vốn công ty con ở Nhật Bản với giá trị 360 triệu, biết rằng công ty đã góp đủ vốn điều lệ. Theo quy định về chi phí lãi vay thì phần chi phí trả lại tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế mà vượt mức 150% mức lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm vay. Và cái chi trả lại tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn trong ghi trong điều lệ thì sẽ không được khấu trừ khi tính thuế. Với tình huống của chúng ta thì không có thông tin để đánh giá về việc vay của tổ chức nào để mà đánh giá là có vượt trần lãi suất hay không. Nên ta giả định là vay của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế nha. Công ty thì cũng đã góp đủ vốn điều lệ, do vậy 360 triệu chi phí lãi vay sẽ không bị loại bởi hai quy định này. Cuối cùng là khoản học bổng 140 triệu cho các trường công lập theo hệ thống quốc dân. Thì như cái tình huống trước đã đề cập, theo quy định thì chi tài trợ cho giáo dục chỉ được trừ khi thỏa mãn hai điều kiện là tài trợ đúng đối tượng quy định và có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định. Cụ thể thì tài trợ cho giáo dục gồm tài trợ cho trường công lập, dân lập, tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định. Mà khoản tài trợ này không phải để góp vốn mua cổ phần trong các trường học, rồi là tài trợ học bổng cho học sinh sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại luật giáo dục. Rồi là tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong các trường mà đối tượng tham dự là người học. Rồi là tài trợ để thành lập quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục.
Thì giả sử đủ hồ sơ chứng từ, vậy thì cái khoản tài trợ cho các cái trường học công lập này sẽ được trừ. Tổng hợp tất cả những kết quả phân tích này thì ta có thể lập ra cái bảng tính thu nhập chịu thuế năm 2022 của công ty như trên màn hình. Doanh thu là 20 tỷ, chi phí được trừ ở đây là 2 tỷ 010 triệu. Bởi vì đề bài người ta không cho cái phần giá vốn cho nên ta thấy cái phần chi phí được trừ nó rất là thấp so với doanh thu đúng không ạ? Thu nhập chịu thuế tương ứng sẽ là 17 tỷ 990 triệu. Không có thông tin về việc có công ty trích lập quỹ nhưng mà có thông tin chuyển lỗ năm 2021 được chuyển sang là 1 tỷ 500 triệu. Do vậy cái thu nhập tính thuế ở đây sẽ là bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản chuyển lỗ đúng không ạ? Sẽ là bằng 16 tỷ 490 triệu. Như vậy ta tính ra được cái nghĩa vụ thuế năm 2022 theo cái thuế suất phổ thông 20% ở đây là 3 tỷ 298 triệu. Và bởi vì công ty thì được giảm 50% nghĩa vụ thuế cho nên ta tính ra được cái thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 50% ở đây sẽ là 1 tỷ 649 triệu và cái nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 theo quyết toán của công ty sẽ là 1 tỷ 649 triệu. Vậy là chúng ta đã xong hai cái dạng bài tập về tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong đề thi của môn CPA rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.